Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ chủ đề về cổ phiếu Vinamilk đang được chia sẻ và có rất nhiều các cái góc nhìn ở trên các cái diễn đàn, và Hòa cũng là một trong những người đang sở hữu một phần trong cái cổ phiếu Vinamilk đó. Với bản thân Hòa thì đầu tư cổ phiếu Vinamilk với mục đích là sở hữu tài sản và nhận cổ tức của cổ phiếu đó. Và vì sao Hòa lại tập trung vào cái mục tiêu này, và sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn nhìn rõ được là cái việc đầu tư cổ phiếu Vinamilk, nếu mà anh chị các bạn tích lũy trong nhiều năm thì nó sẽ cho ra kết quả như thế nào, anh chị sẽ nhìn thấy. Và đầu tư Vinamilk không bao giờ có lãi về tăng trưởng giá trị nếu mà tích lũy. Đấy là trong quá khứ. Còn trong tương lai, nếu mà chúng ta mua được cái giá tốt thì cái khả năng mà chúng ta có tăng trưởng giá trị thêm, đó là điều có thể xảy ra. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hòa có thống kê từ cái ngày thành lập là ngày 19 tháng 1 năm 2006 đến ngày 7 tháng 4 năm 2021 ạ. Thế thì cái cổ phiếu này mình sẽ giữ từ thời điểm đến bây giờ, nó rơi vào khoảng độ 15 năm đúng không ạ? 15 năm. Vinamilk họ sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 32 đợt, và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5 đợt. Tức là vị chi là có cứ mỗi một năm là khoảng 2 đợt đúng không ạ? Cứ mỗi năm khoảng 2 đợt. Bây giờ thì mình đã tính toán cho anh chị các bạn nhìn thấy là giá trị tăng trưởng của cổ phiếu sẽ như thế nào, cổ tức sẽ như thế nào. Mình sẽ thực hiện một cái phương án như thế này ạ. Mình sẽ tích lũy đều hàng tháng, là cứ mỗi một tháng là 100 cổ phiếu Vinamilk nhá. Thì cái lợi nhuận này anh chị nhìn thấy, cái lợi nhuận mà mình đứng nhận được sau 15 năm nó là âm 381 triệu 020 nghìn. Tức là gì? Đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk sau 15 năm là lỗ, không lãi về giá trị, đúng không nào? Và mình phải khẳng định với nhau là như thế. Tức là nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta chờ đợi cái cơ hội về giá trị tăng trưởng của cổ phiếu Vinamilk là không có, là thua. Và nếu anh chị và các bạn đầu tư vào Vinamilk để nhận cái tăng trưởng giá trị, tiềm năng tăng giá, thì anh chị nhìn thấy là chúng ta có thể quyết định hay không, đúng không ạ? Nó âm thì làm gì mà chúng ta nên đầu tư làm gì. Tuy nhiên, nhìn trên góc độ khác là chúng ta hãy nhìn là cổ tức tiền mặt đấy, bao gồm cả tái đầu tư luôn, là 1,6 tỷ đó. Và nếu mà không có tái đầu tư là 1,2 tỷ đấy, và cổ tức bằng cổ phiếu là 3,3 tỷ, nó gấp đôi cổ tức tiền mặt anh chị các bạn ạ. Đó, thế thì đây mới là cái nhìn của bản thân Hòa về cái cổ phiếu Vinamilk này. Tức là mình tập trung vào cổ tức của cổ phiếu chứ mình không tập trung vào giá trị của cổ phiếu. Mình đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk là mình nhận cái cổ tức của nó. Nếu mà mình mua được cổ phiếu Vinamilk giá càng rẻ thì cái hiệu quả của mình lại càng cao. Hiệu quả về cổ tức tiền mặt, hiệu quả về cổ tức cổ phiếu là sẽ càng cao, đúng không nào? Đây là một cái báo cáo tài chính kiểm toán của Vinamilk ngày 31 tháng 3 năm 2021. Công ty KGMG kiểm toán, và anh chị có thể thấy là tiền và các khoản tương đương tiền là 1.197 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 19.542 tỷ đồng. Và đây là các khoản tiền gửi tiết kiệm đây anh chị các bạn, hoặc là đầu tư vào các giấy tờ có giá và ngắn hạn nhé. Ngắn hạn tức là dưới 12 tháng, và Hoàng nghĩ rằng nó chủ yếu là 3 tháng hay 6 tháng thôi, 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng anh chị các bạn ạ. Và Vinamilk anh chị có thể thấy là tổng số tiền là 21.000 tỷ đồng đúng không ạ, là tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Và đây là một cái value rất là lớn trong cái trường hợp mà lạm phát xảy ra, ngân hàng nhà nước họ thu hút tiền vào, thì những doanh nghiệp nào họ đang sở hữu tiền mặt là rất có giá trị anh chị các bạn nhé, rất có giá trị đấy ạ. Kế hoạch của Vinamilk năm nay sẽ không có tăng trưởng nhiều về mặt lợi nhuận vì do dịch bệnh, và lợi nhuận do thuế họ vẫn dự kiến là khoảng độ 11.000 tỷ. Tức là gì? Họ vẫn làm ăn rất là tốt về mặt sự ổn định về lợi nhuận, đúng anh chị các bạn. Và lợi nhuận của Vinamilk ấy là lợi nhuận bằng tiền mặt anh chị nhé. Tức là họ bán, họ sản xuất xong họ bán lẻ cho các đại lý luôn ấy ạ.
tức là cái lượng mà họ thu tiền của họ rất là lớn anh chị nhá. Đó thì cái tính ổn định của nó khá là cao cho Vinamilk. Tất nhiên là sẽ có nhiều các phân tích và góc nhìn khác về cổ phiếu, ví dụ như là cái tiềm năng tăng trưởng là gì, cách làm của Vinamilk sắp khác biệt là gì để chiếm tới thị phần hay mở rộng hay tăng trưởng. Cái đấy thì thực sự là nếu mình nhìn ở góc độ đấy thì mình sẽ không nhìn được được rằng là họ có những cái lợi ích khác từ cái cổ tức. Còn cái việc là họ tăng trưởng thì đúng là đương nhiên là hiện tại đang chưa có cái tiềm năng đó. Thực sự là bây giờ ở trong cái hoàn cảnh này, trong cái việc đại dịch Covid như này, trong cái việc là nó chưa có những cái điểm sáng gì trong sắp tới, thì rõ ràng là cái chúng ta đặt cược vào cái việc tăng trưởng của cổ phiếu là rất khó khăn. Nhưng Hòa tin rằng cái việc mà chúng ta đặt cược vào nhận cổ tức từ cổ phiếu thì là một điều chắc chắn sẽ có được. Và cái giá nào mà để chúng ta thấy hấp dẫn đối với việc là chúng ta nhận cổ tức thì cái đấy là tùy cái khẩu vị của mỗi người. Ví dụ như năm nay Vinamilk sẽ dự kiến là chi trả cổ tức là 45%, tức là 4.500 đồng. Và nếu anh chị mà lấy 4.500 đồng và anh chị chia cho 90 đúng không ạ? Đó thì nó sẽ ra là bao nhiêu ạ? Thì nó sẽ ra là khoảng 5% đúng không? Tức là 5% thì nó cũng xem như tiết kiệm ngân hàng. Đấy là cái lãi đấy, cái lãi mà anh chị đầu tư. Còn Hòa chưa nói đến cái việc là Vinamilk họ có thưởng cho anh chị về mặt cổ tức về cổ phiếu hay không? Đấy, đơn giản là cổ tức bằng tiền thôi. Giả sử như giá cổ phiếu lại đao tiếp đúng không ạ? Đao về 85 hay đao về 80 hay đao về 70. Và có những năm họ cũng đã đao về như thế rồi, năm 2008, 2010, 2012, 2015 nó cũng đã đao về 80 hay 70 rồi. Đấy là chuyện có thể xảy ra, đúng không nào? Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái giá trị đao thì chắc chắn là chúng ta sẽ không để đầu tư được. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái việc là chúng ta giữ nó lâu dài, chúng ta giữ nó hàng 5 năm, hàng 10 năm để chúng ta chỉ nhận cái cổ tức ấy, thì đó là một lý do. Hoặc không khuyến nghị anh chị các bạn đầu tư nhé. Cái đấy là khẩu vị của mỗi người. Hoặc chỉ chia sẻ cái góc nhìn và cái focus của chúng ta khi nhìn vào một cổ phiếu là chúng ta nhận cái gì, chúng ta nhận cái giá trị tăng trưởng của nó hay chúng ta nhận cái cổ tức. Giống như anh chị các bạn, nếu anh chị các bạn đầu tư vào một cái cổ phiếu điện đấy, chẳng hạn như Hoàng đang đầu tư vào một cổ phiếu điện thì giá của nó không tăng đâu ạ, nó cứ lên xuống thôi, có lúc thì nó 15, lúc thì nó 17, lúc thì nó 16. Đấy thì nó có thể năm nay thì nó tăng lên 10%, năm sau có thể nó giảm 10%, là chuyện bình thường, nhưng nó cũng loanh quanh cái giá mà mình mua thôi. Quan trọng là mình kỳ vọng là một năm mình nhận được cái lợi nhuận trên thị giá khoảng độ 12 đến 14%. Đấy, mình tính khoảng khoảng như thế thì mình welcome, mình cứ để tiền mình ở đấy để mình nhận cái cổ tức thôi, thay vì là mình đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Đấy, coi như đây là mình gửi tiết kiệm dài hạn chị các bạn ạ. Mình gửi tiết kiệm là 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm, nó đơn giản như thế thôi, chứ mình không nghĩ sâu xa đến cái việc là phân tích cái tăng trưởng của cái cổ phiếu. Quan trọng đấy là cái lĩnh vực kinh doanh của họ ấy, là lĩnh vực mà thiết yếu. Đấy, nó cần thiết và thiết yếu trong cuộc sống. Đó, và cái mô hình của họ thì nó vẫn đang đảm bảo cái tính là bền vững, cái dòng tiền với lợi nhuận thì cũng khá là ổn định đúng không ạ? Lợi nhuận cũng khá là ổn định. Như vậy là Hòa đã chia sẻ với anh chị các bạn góc nhìn khác để anh chị các bạn tập trung khi mà anh chị đang đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk nhá. Cũng không có sự khuyến nghị ở trong cái video này. Hòa thấy cần thiết phải chia sẻ cho anh chị một cái góc nhìn khác để anh chị hiểu hơn về cổ phiếu Vinamilk khi mà anh chị quyết định đầu tư cổ phiếu này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe cái video chia sẻ của mình. Và nếu anh chị và các bạn muốn nhận nhiều hơn các video khác thì đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận các cái thông báo về các video mới nhất mà Hòa sẽ chia sẻ hàng tuần anh chị các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.